Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn mới cách photo trên máy in đa năng Ricoh MB, một cuốn sổ hộ khẩu đúng chuẩn như bản gốc. Tôi sẽ thực hành trên cái máy in đa năng Ricoh MB3352. Đầu tiên các bạn nhấn vào nút Clear Mode để xóa những cái lệnh trước đó đi. Tiếp theo nhấn vào đất Combine, nhấn vào Book, chọn Magazine, nhấn OK, chọn chế độ xong thì chọn khay giấy A4, chọn cỡ giấy Full Size. Sau khi chọn chế độ xong thì các bạn nhấn trên bàn phím để chọn những cái số lượng bản copy ra. Trang đầu tiên thì các bạn chỉ việc úp xuống và đặt sát mặt kính cạnh trên và cạnh dưới. Nhấn Start. Tiếp theo trang thứ hai thì các bạn căn cho cái cuốn sổ khẩu nó vào giữa một tờ A4, đây tờ A4 như này, thước có chữ A4 ở đây, các bạn căn cho cái quyển sổ khẩu nó nằm giữa về phía một bên tờ A4, cạnh phải nằm chính giữa đấy, đặt như thế này. Tiếp theo các bạn chỉ việc gập lại và đẩy lên sát cạnh trên và nhấn Start. Rồi các bạn cứ thao tác lần lượt như vậy. Tiếp tục gập vào và đẩy lên sát cạnh trên, nhấn photo. Các bạn cứ thao tác lần lượt đến trang cuối cùng thì các bạn cũng căn cái gáy của cuốn sổ vào giữa cái tờ A4. Trang cuối cùng này các bạn có thể để trắng cũng được, không cần phải đặt cái quyển sổ khẩu vào. Các bạn lưu ý một điều là các cái số bản copy này nó phải đảm bảo chia hết cho 4, số 4, số 8, 12 và 16. Như vậy là chúng tôi đã copy xong
copy xong, máy đã chụp xong rồi, bây giờ nhấn enter để máy tính toán và tự chạy ra thôi. Đây là bản hộ khẩu sau khi đã copy xong. Các bạn chỉ được gập đôi vào, bấm ghi mở sống và cắt. Đây, đảm bảo đúng như quyển, như bản gốc. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn cách photo một cuốn hộ khẩu đúng chuẩn như bản gốc. Thế còn một cách photo nhanh hơn và đơn giản hơn, không còn cầu kỳ, thì các bạn chỉ cứ đơn giản là các bạn photo hai trang của hộ khẩu vào một mặt của tờ A4, còn một mặt thì để trắng như này. Các bạn trang bìa các bạn để như kia, chọn A4, chọn full size vậy thôi, nhấn enter. Photo kiểu này thì quá đơn giản, nhưng để nó đẹp ấy, thì các bạn nên căn cái quyển sổ hộ khẩu là nó phải vào làm sao mà nó nằm chính giữa tờ giấy A4 như thế này nó sẽ đẹp, chứ không nên để sát cạnh hai cạnh. Đây, kiểu photo này thì cực kỳ đơn giản và quá dễ, không cần phải suy nghĩ nhiều, cứ đặt vào là photo thôi. Rồi, như vậy là tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn hai cách để photo một cuốn hộ khẩu. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.